Hello, chào mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Hôm nay ngày 17 tháng 8 thì mình mới nhập về được hơn 20 cặp găng Top King. Top King đến từ thương hiệu Thái Lan. Còn là nhà vua đó. Găng Top King thì mình trải nghiệm nó, mình cảm thấy thích quá nên mình nhập nguyên về một set. Và giá là cực kỳ tốt nhá. Giá rẻ nhất thị trường Việt Nam hiện tại đấy. Thì giống như mình về là có 8 ao này, 10 ao này, 12 này, 14, 16. Nếu mà giống như dòng 8 ao và 10 ao thì mình nhập cái vòng màu này, xanh, màu đỏ này, màu xanh này, có màu xanh lá cây nữa. Đây, cái giống như cái loại này là 12 này. Đó, song song với đó là những cái mẫu này là mẫu cũ rồi, trước mình nhập rồi, mình có quay cho các bạn để đó. Mẫu này thì mình bán dưới 2x này. Đó, dưới 2 triệu này, 2 triệu à là 1 triệu 8 nhá, 1 triệu 8 một cặp. Là mẫu cũ. Còn mẫu mới hơn thì giá hoàn toàn khác. Giống như đây này. Giống như những mẫu mới hơn đây. Này, mình mới về xong, mẫu mới hơn thì nó giống như cũ thì nó sẽ bao bì đơn giản như này thôi. Đó, còn mẫu mới hơn thì hoàn toàn khác này. Có hẳn logo của Top King này. Đó, logo mới nhá. Đây cho các bạn phân biệt mẫu cũ và mẫu mới này. Bạn thấy không? Logo mẫu cũ, logo cũ này. Logo mới nhá. Đó, mọi người xem sẽ hoàn toàn nhìn hoàn toàn khác này. Đó, và cái mức dán của nó nữa. Đó, hoàn toàn khác rồi. Để cho mọi người phân biệt được mẫu cũ và mẫu mới không, mọi người sẽ mua phải hàng mẫu cũ mà người ta lại bán ra mới nhá. Thì găng này mình bán là 2 triệu rưỡi nha mọi người, 2 triệu rưỡi. Nó cao hơn con này là 700 ngàn luôn. Đó, mẫu cũ và mẫu mới. Mẫu cũ này thì mình đợt ý mình nhập được giá rẻ nên mình bán ra đó. Còn bây giờ thị trường Việt Nam người ta bán thì cũng 2 triệu. Còn mẫu mới thì hoàn toàn khác là 2 triệu rưỡi nhá. Giá gọi là giá rẻ hơn ở so với thị trường Việt Nam là 100 ngàn nữa. Còn những mẫu găng tiếp theo, đây, những mẫu găng hot. Mình có nhập về rất nhiều mẫu. Mẫu mã đẹp. Này, đó. Nhìn đây nữa rất nhiều thì có nhiều khách đã chuyển khoản mình để đặt trước mẫu đó rồi, giống như mẫu này này có khách đã chuyển khoản mình là cách đây 1 tháng trời, là hôm 27 tháng tháng 7 đi, nó là khách đã chuyển khoản mình là cọc 2,5 triệu thì như đôi này á, ở thị trường Việt Nam bây giờ là bán 2,8 triệu thì mình bán rẻ hơn thị trường Việt Nam là 100 ngàn là 2,7 triệu và song song với đó thì mình có tặng kèm những chai xịt đây. Chai xịt khử mùi găng nhé, bao thơm luôn. Hoặc các bạn có thể sự lựa chọn là băng tay để cuốn băng tay đó, giống như cái này, đó, băng tay như này này, để cuốn để bảo vệ các tay các bạn, hoặc là dây nhảy giống như này này, đó. Các bạn muốn tặng kèm gì thì mình sẽ tặng kèm cái đó, rất là hữu ích luôn. Rất nhiều mẫu, thì mình sẽ cập nhật trên fanpage này, fanpage của mình là Tốn Bom Phai Ghe. Là giống như cái tên là YouTube mình đang làm đó. Còn tiếp theo là fanpage là web của mình là muaythaisaigon.com, muaythaisaigon.com nhé. Còn Facebook của mình là Quốc Tuấn SSC thì các bạn chắc biết rồi. Đó. Thì các bạn cần mua những sản phẩm Top King này thì ủng hộ mình nhá, số lượng có hạn thôi. Thì đối với dòng Top King này thì vừa nãy mình nói mình sẽ có những món quà tặng các bạn đó. Song song với đó thì mình sẽ miễn phí ship tận nhà cho các bạn nhé. Các bạn tin tưởng thì các bạn có thể chuyển khoản hoặc không thì các bạn nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán thôi. Rất đơn giản. Rồi, bye bye mọi người nha. Quên mất thì các bạn có muốn liên hệ số điện thoại mình là 0966 58 8687 nha mọi người. Đó.